Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VTV. Kính thưa quý vị khán giả, tạp chí Forbes vừa có bài viết nhận định về tham vọng xây dựng VinFast, thành công ty ô tô tầm cỡ toàn cầu của tỷ phú giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng. Thưa quý vị, là tỷ phú giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng có lẽ đã không xây dựng được khối tài sản hơn 4 tỷ đô nếu không chấp nhận rủi ro. Hiện cú đặt cược của ông là tạo ra một công ty ô tô tầm cỡ toàn cầu đầu tiên của Việt Nam, VinFast Auto. Ông đã đặt cược hơn 10 tỷ đô la để biến VinFast thành một thương hiệu mạnh trên thị trường xe điện toàn cầu. Và cho đến nay, hành trình đó không hề dễ dàng, thậm chí có những hoài nghi về khả năng cạnh tranh của VinFast ở bên ngoài Việt Nam. Dẫu vậy, bà Lê Thị Thu Thủy, CEO của VinFast vẫn tràn đầy tự tin. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp cho tất cả mọi người đều có thể tiếp cận với xe điện. Bà đã nói như vậy trong một lần chia sẻ. VinFast đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, trong đó có bán được 1 triệu chiếc xe điện trên toàn thế giới chỉ trong 6 năm. Tesla, Nasdaq, TSLA đã mất 17 năm để làm được điều đó. Sau khi đầu tư gần 10 tỷ đô để tung ra vài mẫu xe điện, phát triển cơ sở hạ tầng, trạm sạc và xây nhà máy hoàn toàn tự động ở Việt Nam, công ty có dự định đầu tư thêm 1,8 tỷ đô trong 3 năm tới để đến năm 2025 sẽ có nhà máy ở Mỹ và năm 2026 là ở Indonesia và Ấn Độ. Trong số đó, 1,4 tỷ đô dành cho giai đoạn 1 của một nhà máy ở phía Nam Carolina hiện đang xây dựng. Mục tiêu của VinFast là tận dụng những chính sách trợ cấp cũng như ưu đãi thuế ở các thị trường này, đồng thời tăng công suất hàng năm từ 300.000 xe hiện nay lên đến 550.000 chiếc vào năm 2026. Một con số thật sự là ấn tượng. Và hiện tại thị trường Mỹ rộng lớn, VinFast vẫn khá nhỏ bé. Theo MarkLight, trong quý 3, hãng đã giao 21.000 xe điện, nhưng gần 13.000, khoảng hơn 60% được sử dụng GSM. Công ty taxi điện thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng và tập đoàn Vingroup. GSM cũng đã đặt hàng 30.000 xe để triển khai dịch vụ xe điện trên khắp Việt Nam, đồng thời mở rộng sang cả Lào và Campuchia. Công ty cũng tính tới việc thâm nhập vào thị trường taxi Mỹ. Trao đổi với phóng viên của Forbes, bà Thủy khẳng định VinFast có thể đạt được mục tiêu giao 50.000 chiếc xe trong năm nay. Dự đoán tăng trưởng doanh số sẽ tăng tốc trong quý 4. Chúng tôi có vài mẫu xe đã sẵn sàng để tung ra thị trường toàn cầu trong vài tháng tới. Bà đã chia sẻ, VinFast cũng đã có kế hoạch bắt đầu bán mẫu VF8 ở Pháp, Đức và Hà Lan từ cuối năm nay. Mẫu xe SUV 7 chỗ VF9 cùng với mẫu nhỏ là VF6 sẽ bắt đầu được giao tới thị trường Bắc Mỹ. Theo David Binney, chuyên gia phân tích đang làm việc tại công ty nghiên cứu Top Bright, cần có thời gian để VinFast có thể tạo đà ở Bắc Mỹ và châu Âu. Những chiếc xe của VinFast thường được đánh giá cao về ngoại hình nhờ được thiết kế bởi Pininfarina, nhà thiết kế nổi tiếng của Ý, đã từng tạo ra những chiếc xe thể thao mang tính biểu tượng như Ferrari 458 Spider. Tuy nhiên, Bini cho rằng VinFast vẫn chưa thực sự cạnh tranh về giá. Giá khởi điểm cho một chiếc VF8 là 46.000 đô la, ngang với một chiếc Tesla Model Y, Ford NISEF. Nhưng quãng đường 425 km cho một lần sạc đầy lại kém hơn cả. Về nhận định này thì bà Thủy cho biết, mức giá của VinFast không cao hơn so với các đối thủ vì bao gồm những công nghệ tiên tiến nhất. Ví dụ như xe VinFast được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái hiện đại, có thể hướng dẫn tài xế khi chuyển làn và trợ giúp đỗ xe tự động. Theo chuyên gia Bini, VinFast có thể tiến xa hơn ở thị trường Mỹ nếu tận dụng tốt hơn kiến thức của những chuyên gia am hiểu thị trường này. Ông nhận định VinFast đã thuê các chuyên gia nước ngoài nhưng chưa lắng nghe họ. Bà Thủy đã chia sẻ, VinFast không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Chúng tôi là một công ty khởi nghiệp, đồng nghĩa yêu cầu khả năng thực thi và tốc độ mà không phải ai cũng có thể thích ứng. VinFast thường xuyên tinh chỉnh bộ máy tổ chức để đảm bảo vận hành hiệu quả.
Mặc dù VinFast đã tuyển dụng một số chuyên gia kỳ cựu trong ngành khi công ty mới thành lập, một số người không gắn bó lâu dài với công ty, ví dụ như ông Michael Lochandler, cựu CEO của Open và là người đã có 20 năm kinh nghiệm trong ngành, gia nhập VinFast vào tháng 9 năm 2021 ở vị trí CEO toàn cầu nhưng đã ra đi sau 6 tháng. Một lãnh đạo cao cấp khác đã từng nắm vị trí chủ chốt tại Tesla trong hơn 10 năm, được tuyển dụng vào làm giám đốc phát triển tháng 5 năm 2020, có nhiệm vụ dẫn dắt quá trình Mỹ tiến. Tuy nhiên, tháng 12 năm 2021, nhân vật này đã rời VinFast trước khi những chiếc xe đầu tiên tới Mỹ. Ông tóm lược thách thức mà VinFast đang phải đối mặt. Nếu bạn đang phát triển một chiếc SUV không tốt hơn Tesla về mọi mặt hay rẻ hơn đáng kể, phần lớn người tiêu dùng sẽ chọn Tesla. Bất chấp những thách thức này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn quyết tâm bơm thêm tiền cho VinFast. Hồi tháng 4, ông và Vingroup cam kết đầu tư thêm 2,5 tỷ đô la. Tháng 10 vừa qua, VinFast sát nhập với VinES để có thể tự cung về pin, hiện chủ yếu nhập từ Trung Quốc. Giữa tháng 8, cổ phiếu của VinFast khiến nhiều người ngạc nhiên khi tăng vọt và đạt trị giá vốn hóa 190 tỷ đô la sau vài ngày niêm yết trên sàn Nasdaq. Sau đó, cổ phiếu này giảm giá khá sâu nhưng thời gian gần đây đã ổn định trở lại. Chuyên gia phân tích thì tin rằng VinFast có thể tìm thấy và chinh phục được một thị trường ngách trên thị trường toàn cầu. Công cuộc chuyển đổi sang xe điện đang tạo ra một cuộc chạy đua khủng khiếp mà thị trường ô tô vốn đã bão hòa, chưa từng chứng kiến kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong những năm 1970. Trong giai đoạn người tiêu dùng thay đổi thị hiếu, những thị trường đã ổn định sẽ mở ra cánh cửa mà những tân binh hoàn toàn có thể chen chân vào được. Theo một nghiên cứu, lượng xe điện ở Mỹ, Canada và châu Âu cũng như Việt Nam có thể tăng từ 2,1 triệu chiếc trong năm 2022 lên 10,8 triệu chiếc vào năm 2028. Tiềm năng ở trước mắt là rất lớn. Nếu như có thể nắm bắt cơ hội khổng lồ này, chúng tôi sẽ trở nên thực sự to lớn. Bà Thủy đã chia sẻ như vậy. Thưa quý vị khán giả, một thông tin nữa VietTV muốn chia sẻ với quý vị, đó là kết thúc phiên giao dịch ngày 7 tháng 11 năm 2023 giờ Mỹ, cổ phiếu VinFast đã tăng 0,41% so với phiên liền trước, niêm yết ở mức là 6,16 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Với hơn 2 triệu đơn vị được giao dịch trong phiên, cổ phiếu VinFast tiếp tục kéo dài chuỗi ngày liên tiếp tăng giá trên sàn Nasdaq. Mức giá hiện tại nâng vốn hóa của VinFast lên tới mức là 14,36 tỷ đô la, đứng thứ 28 trong danh sách các hãng xe ô tô trên thế giới, xếp trên Volvo, Mazda, Isuzu. Hiện tại VinFast đứng ngay trên hãng xe Subaru của Nhật Bản và sau hãng NIO của Trung Quốc. Thương hiệu ô tô Việt Nam VinFast được cho là đang cân nhắc bổ sung mẫu xe thứ 5 vào danh mục sản phẩm của hãng tại Mỹ và mẫu crossover cỡ nhỏ VF3 có thể sẽ được lựa chọn. Đại diện của VinFast đã cho biết là một mẫu xe đô thị giá dưới 20.000 đô, VF3 có thể có cơ hội tại thị trường Mỹ nhắm vào nhóm khách hàng quan tâm tới xe giá rẻ. Dù là xe mẫu nhỏ, phân khúc không mấy được ưa chuộng tại Mỹ, nhưng VF3 lại được các đại lý VinFast ở Mỹ hối thúc hãng nhập hàng. Có thể do nó là xe thuần điện, lại có thiết kế SUV khá phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Mỹ. VinFast cho biết hãng đang nghiên cứu nhu cầu tiềm năng của mẫu VF3 tại Mỹ sau khi nhận được các phản hồi tích cực từ đại lý. Mới đây, thương hiệu ô tô Việt Nam đã thông báo chuyển từ mô hình bán hàng trực tiếp giống như Tesla sang cả bán lẻ qua đại lý, trong đó có hình thức đại lý nhượng quyền. VinFast đang trong quá trình lựa chọn đại lý trên khắp nước Mỹ và trong hồ sơ gửi cơ quan chức năng, công ty cho biết đã tuyển được 27 đại lý ở khoảng 10 bang. Nếu chỉ tính các hãng xe điện, VinFast đứng thứ 7 sau hãng Tesla của tỷ phú Elon Musk. Tính tới ngày 7 tháng 11 có vốn hóa là 706,29 tỷ đô la. BYD của Trung Quốc là 94,61 tỷ đô la. Li Auto của Trung Quốc là 39,99 tỷ đô la.
Hãng xe Rivian là 16,39 tỷ đô la. Công ty có trụ sở ở California, Mỹ. Quý 3 thì VinFast đã bàn giao là 10.027 ô tô điện. Và trong 3 tháng qua, tăng 5% so với quý 2, nâng tổng số xe tiêu thụ 9 tháng đầu năm 2023 lên 21.342 xe. Quý 3 cũng bước đầu ghi nhận doanh số tích cực hơn trong tháng 9 tại thị trường Bắc Mỹ, đặc biệt là ở Canada. Thưa quý vị, ngoài ô tô điện, trong quý 3, VinFast ghi nhận doanh số xe máy điện ấn tượng với 28.220 xe đã bàn giao, tăng 177% so với quý 2 và tăng 113% so với quý 3 năm 2022. Theo thỏa thuận, cấp vốn của Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho VinFast đã được công bố vào tháng 4. Tính đến ngày 30 tháng 9, Vingroup đã giải ngân khoản vay 23.000 tỷ đồng. Ông Phạm Nhật Vượng giải ngân 7.000 tỷ đồng cho VinFast. Trong 6 tháng tới, VinFast dự kiến nhận 12.000 tỷ đồng tài trợ không hoàn lại từ Vingroup. Ngoài ra, hai cổ đông kiểm soát bởi ông Phạm Nhật Vượng sẽ tặng cho VinFast toàn bộ số tiền ròng thu được từ bán 46 triệu cổ phiếu theo thông tin đã đăng ký tại bản báo cáo F1 nộp cho SEC gần đây. Như vậy, tổng nguồn tiền VinFast nhận về trong các quý tiếp theo có thể lên đến 29.000 tỷ đồng. Thưa quý vị, và gần đây nhất, ông Phạm Nhật Vượng đã gặp tỷ phú giàu thứ hai của Ấn Độ. Đó chính là ông Gadani, tỷ phú giàu thứ hai Ấn Độ, thứ 23 thế giới, cho biết sẽ thảo luận với chủ tịch Vingroup ông Phạm Nhật Vượng về các cơ hội đầu tư tiềm năng. Hai tỷ phú đã gặp nhau tại Ấn Độ chiều ngày 8 tháng 1 và không lâu sau thì tỷ phú của Ấn Độ với khối tài sản hiện tại là 52 tỷ đô la đăng bức hình chụp cùng với ông Phạm Nhật Vượng lên mạng xã hội. Ông nói rằng thực sự được truyền cảm hứng qua hành trình khởi nghiệp của người đứng đầu Vingroup. Từ kinh doanh mì ăn liền đến việc sản xuất nhiều mẫu xe điện và công nghệ pin cho sự thay đổi toàn cầu hướng tới di chuyển xanh của Vingroup. Tất cả đều được hoàn thành trong một thời gian kỷ lục. Thưa quý vị, Ấn Độ nằm trong các thị trường mà VinFast đã công bố chiến lược mở rộng sang như Indonesia, Malaysia và các quốc gia Trung Đông. Trước đó, theo tờ Autoka India, VinFast có thể đang cân nhắc mua lại nhà máy của hãng xe Ford của Ấn Độ. Tờ này dẫn một nguồn tin cho biết VinFast đang tìm kiếm nhà máy chế tạo xe có công suất tối thiểu là 100.000 xe mỗi năm và đã nhắm tới một số địa điểm ở tại Ấn Độ. Nhà máy của Ford có công suất lên tới 210.000 chiếc xe mỗi năm, cao hơn nhiều so với mong muốn của VinFast. Tuy nhiên, tạp chí của Ấn Độ cho rằng kế hoạch mua lại nhà máy của Ford có thể giúp hãng xe điện Việt Nam tiết kiệm được đáng kể so với xây dựng cơ sở sản xuất mới. Kế hoạch này còn có thể dùng làm cơ sở xuất khẩu cho các thị trường sử dụng tay lái nghịch ở nửa sau thập kỷ. VinFast cũng bắt đầu các hoạt động tuyển dụng nhân sự cho một số vị trí ở Ấn Độ. Hãng sản xuất ô tô điện này được cho là đang tăng tốc và có thể bắt đầu triển khai các hoạt động bán hàng vào năm 2024. Hiện VinFast hoạt động chính tại 3 thị trường, đó là Việt Nam, Bắc Mỹ gồm có Mỹ và Canada và châu Âu, trong đó thì có Pháp, Đức và Hà Lan. Việc mở rộng hoạt động sang các nước châu Á khác sẽ là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh toàn cầu của hãng. Và tỷ phú Ấn Độ khởi nghiệp và làm giàu từ nông nghiệp, than đá và đang tích cực mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác. Vào năm 1988, ông đã thành lập công ty Adani Group và hiện là hãng kinh doanh than đá lớn nhất của Ấn Độ. Năm 2022 được đánh giá là năm thịnh vượng của ông. Ông đã vượt qua đồng hương của mình để trở thành người giàu nhất châu Á. Tuy nhiên, sau đà giảm mạnh của giá cổ phiếu, tài sản của tỷ phú này giảm xuống còn 52 tỷ đô la. Là người giàu thứ hai Ấn Độ và xếp hạng thứ 23 trên thế giới, ông Phạm Nhật Vượng là tỷ phú xếp hạng 614 của thế giới, theo cập nhật mới nhất của Forbes. VinFast hiện là nhà sản xuất xe điện, có sản phẩm đa dạng hàng đầu thế giới với 7 mẫu ô tô điện từ mini car cho đến SUV cỡ lớn, 9 mẫu xe máy điện từ phổ thông đến cao cấp, xe buýt điện, xe đạp điện, chạm sạc và các giải pháp năng lượng tiên tiến từ hệ sinh thái Vingroup.
Thưa quý vị khán giả, hôm nay Bảo Ngọc xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến tập đoàn Vingroup và cụ thể là công ty VinFast. Rất mong nhận được ý kiến của quý vị cho bài viết này. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của Việt TV.